Từ đầu năm đến nay, giá vật tư nông nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do những biến động của thị trường trong nước khiến cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã và nông dân không khỏi lo lắng. Tại Đà Nẵng, theo khảo sát của ngành nông nghiệp và một số địa phương, thời gian qua giá vật tư nông nghiệp gồm phân bón, giống cây trồng tăng, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản đều tăng, dao động từ 10 đến 20% so với giá gốc. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao khiến nông dân chật vật thích ứng nhằm đảm bảo sản xuất. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá nguyên liệu đầu vào và giá bán đầu ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. Giá nông sản của nông dân mà làm ra thì nói chung là nó thấp. Nhưng mà đối với cái giá mà vật tư nông nghiệp, ví dụ như xăng dầu hoặc là phân bón thì nó là quá cao. Cho nên người nông dân là hiện nay nó cũng hơi lâu đâu trong cái sản xuất nông nghiệp. Ngoài giá vật tư nông nghiệp, biến động của xăng dầu thời gian qua cũng khiến cước vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản của một số doanh nghiệp, hợp tác xã. Gần đây, các đơn vị này cũng đã cắt giảm bớt nguồn hàng ngoại tỉnh, chuyển dần sang các nông sản được sản xuất trên địa bàn thành phố. Dù vậy thì giá trị đơn hàng vẫn cao hơn so với mức giá bình thường. Cái giá hiện nay mà mình nhập hàng tại địa phương nó vẫn tăng, và giá nhập từ các địa phương khác về cũng tăng, thì chủ yếu là tăng do giá cước vận chuyển. Chứ còn tăng về cái giá mà cái đơn giá thì giá thành sản phẩm thì cũng không tăng nhiều. Trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp và nhiên liệu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngành nông nghiệp Đà Nẵng khuyến cáo người dân điều chỉnh lại chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm, không dàn trải. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục điều tiết lại chi phí nhập nông sản, tìm kiếm thêm các nguồn cung khác để cân bằng lại giá đầu vào, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra trên thị trường. Theo cái đà tăng của thứ nhất là đà tăng của xăng dầu nè, đà tăng của phân bón này, là những cái đó là tăng hiện tại là tăng tầm theo mình biết được là khoảng 10-20%, thì cái đó là đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới cái đầu vào của mình, là đầu vào của mình cũng tăng theo. Nhưng mà thực ra là cái sự tăng đó nó cũng mình hợp tác xã mình kiểm soát được cái sự tăng đó, và mình chỉ không cố gắng là sử dụng những cái gọi là biện pháp để mình kiểm soát cái thất thoát về tài chính, để mình giữ cái giá bán ra, để đấy với những khách hàng của mình, nhất là những khách hàng quen thuộc của mình, là hạn chế cái sự ảnh hưởng cho họ. Theo dự báo, thời gian tới biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy, nhu cầu về giống, phân bón và thuốc sẽ tiếp tục tăng cao, khiến giá vật tư leo thang. Các hợp tác xã, nông dân cần chủ động sớm nguồn vật tư để tránh bị ảnh hưởng đến mùa vụ.